Rồi, thương chào cả nhà trở lại với kênh Sắc Vàng của mình nha các bạn. Thì các bạn ở video trước mình có chia sẻ cái chuyện là mình đi Sa Đéc các bạn. Một vùng đất rất là dễ thương ha. Thì trong cái chuyến đi Sa Đéc đó thì mình có mua một cái cây cần thăng. Tên này thì nghe rất là hay các bạn, cần thăng. Nhìn cái dáng của nó thì mình thấy là cái sự mà gọi là già nua của nó rất là phù hợp với cái kiển cổ các bạn. Cái cây này thì không lớn các bạn, nó nhỏ hơn cái ngón tay của mình mà. Nó chỉ bằng ngón tay út của mình thôi. À, chỉ bằng ngón tay út của mình thôi. Nhưng mà cái da của nó rất là sần sùi các bạn. À, thì nó phù hợp để mà mình chơi kiển các bạn. Chỉ thổi con cái là gai nhiều thôi. Đó, thì sẵn đây thì mình cái này là cái chậu nhựa này các bạn. Chừng người ta để vô chậu nhựa. Thì sẵn đây thì mình cũng vô cho nó một cái chậu sành. Đây, cái chậu sành đây. Mình vô cái chậu sành này để mình chơi cho để lên bàn chơi cho nó đẹp ha. Sẵn đây thì mình làm cái cây này rồi mình cũng quay video rồi chia sẻ với các bạn cùng xem cho nó vui ha. Rồi thì kênh của mình là kênh Sắc Vàng nha các bạn. Bạn xem video thì nhớ ấn vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã đăng ký và xem video của mình. Đó là một cái nguồn động lực để cho mình giúp cho mình không ngừng lao động và sáng tạo. Thôi nói nhiều quá, mình làm các bạn cùng xem ha. Cái cây này thì sau một cái thời gian mà mình đã thay chất trồng cho nó các bạn. À, mình vào cái chậu mới thì mình cũng thay chất trồng luôn. Thì cái cây nó đã được cố định rất là ổn rồi. Bây giờ mình chỉ còn có việc đó là mình sẽ phải mở cái dây này ra nè. Mình mở dây này ra rồi mình uốn định hình nó lại. Ha. À, nữa là mình có một xong cái việc này thì mình sẽ có được một cái cây cần thăng hoàn thiện và có thể để bàn chơi một cách vi vu rồi ha các bạn.
Các bạn thì sau một cái thời gian mà mình đã làm mới lại cho cây cần thân này nè các bạn, thì đến bây giờ thì mình có một cái cây cần thân nó tương đối là nó cân đổi à, cân đổi rồi à, các chi này kia nó ra cũng mình cho nó đi một cách nước hết sức là cơ bản rồi. Thì đối với cây cần thân, nó là một cái dòng mà ưa mát các bạn, nó có thể sống trong mát rất là tốt. Nhưng có một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý là nó thì nhiễm cái bột rệp sáp rất là nhiều các bạn. Nên là trong cái quá trình chăm sóc cây cần thân thì chúng ta cũng thường xuyên là quản lý rệp sáp cho nó ha các bạn. Rồi chúng ta cũng thường xuyên là tưới tắm cho nó. Và lâu lâu như vậy đó thì chúng ta cũng đem ra chúng ta phơi nắng ha, để cho cây cần thân có được cái sức sống nó tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng tưới phân vi sinh, vi lượng ha. Đó là cách mà chúng ta có thể nuôi được cây cần thân tốt. Và tuy nhiên đó, thì cái cây cần thân thì có sức sống rất là mạnh. Nên là các cái nhánh ác, cái nhánh mà nó không có cần thiết các bạn, thì nó vẫn có thể vươn lên và nó làm phá đi cái thế của cái cây. Thế thì chúng ta cũng phải thường xuyên chúng ta tỉa bỏ những cái cành dại. Cái cây mà sau khi mà mình đã định hình, mình sửa dây, mình vô dây mình sửa cho nó rồi các bạn, thì mình tưới nước cho nó một cái ha. Và sau đó là mình có thể đưa lên bàn để mình chưng rồi. Bây giờ thì mình nhìn thấy cây cần thân là nó cũng khá đẹp mắt rồi ha các bạn. Nó có vừa có cái độ sâu nhưng mà đồng thời á là nó lại rất là đều tàn, nó không có bị dồn tàn các bạn. Đó là cái điểm cơ bản trong việc mình chơi cây cảnh thôi. Và bây giờ thì cái cây này thì chúng ta chịu khó chúng ta chăm một cái thời gian nữa, thì cái đợt lá tiếp theo nó ra một cái nữa là nó đã đều hết tàn rồi, kín tàn luôn. Rồi video đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì cũng nhớ ấn vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình các bạn. Chúc các bạn có cuộc sống luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thương ái chào tất cả các bạn. Rồi hẹn các bạn ở video tiếp theo.